Kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình. Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được cô Tịnh Quang giảng về lược sử Phật giáo Hoa Kỳ và thầy Nguyên Tâm giảng kinh Di giáo. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học lược sử Phật giáo Hoa Kỳ, cô Tịnh Quang đã giảng bài học thứ 22 với nội dung tóm lược từ chương thứ 12 trong sách những gương mặt của Phật giáo tại Hoa Kỳ. Phần này nói về mỹ hóa đức Phật và sự chuyển hóa tư tưởng Đông phương. Đây là ý tưởng của ông Paul Carus. Ông sinh năm 1852 tại Đức, cha là một mục sư tin lành. Lúc nhỏ, ông rất thần tượng cha mình, ước rằng sẽ nối nghiệp cha, nhưng sau khi học hành và đi dạy học, ông nhận ra sự khủng hoảng về đức tin nên đã từ bỏ và di dân đến Anh Quốc sau đó đến New York. Ông kêu gọi mỹ hóa lý tưởng của Đức Phật, hiện đại hóa hình ảnh của Đức Phật, phủ lên ngài những nét và tính cách của con người và đất nước Hoa Kỳ. Rất tiếc, một vị Phật Tây Phương như thế đã chưa xuất hiện. Ông Bo Caros đã nghiêm túc nghiên cứu Phật giáo. Ông hợp tác với các thiền sư Nhật Bản, tham dự hội nghị tôn giáo thế giới. Ông là chủ bút của hai tạp chí chủ trương ủng hộ Phật giáo mãnh liệt tại Hoa Kỳ và được dùng quảng bá đạo Phật đến quần chúng. Ông viết kịch về Đức Phật, viết một số bài kệ nguyện, vẽ các hình ảnh dành cho thiếu niên. Sự chú ý của người Hoa Kỳ về Đông Phương đã có từ những năm đầu thế kỷ thứ 19, khi sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đưa đến tình trạng nhập cư cao, nghèo đói, bất bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ. Cuốn sách Ánh sáng Á Châu đã thu hút một số học giả nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Lúc đó, ông Carus đã viết phúc âm của Đức Phật và nghiệp và đã thu hút sự chú ý của học giả Tây Phương và các nhà xuất bản tại Hoa Kỳ. Ông Carus tin rằng những tư tưởng tôn giáo Đông Phương, đặc biệt là Phật giáo, đã mang lại sự giải độc cần thiết cho vấn đề khó khăn của tâm hồn bệnh hoạn đã làm ưu phiền nền văn hóa Tây phương. Ông nghĩ rằng người Hoa Kỳ phải học hỏi từ Đông phương chứ không phải về Đông phương. Ông là người có nhiều ảnh hưởng đến người Mỹ về Phật giáo hơn bất cứ người nào khác sống tại Hoa Kỳ. Qua cuốn sách Thuyết Nhất Nguyên và Thuyết Cải Thiện, ông tin rằng con người có thể cải thiện thế giới. Ông cũng quan tâm sâu xa về các vấn đề của triết học, đạo đức, tôn giáo và khoa học. Ông và những người đồng hành xiển dương triết lý nhất nguyên rằng khoa học là chìa khóa cho kiến thức và sự tiến bộ. Niềm tin của ông Carus đối với Phật giáo xuất phát từ kinh nghiệm về sự tái sinh và sự gặp gỡ đúng lúc với Phật giáo tại hội nghị tôn giáo thế giới năm 1893. Sự khủng hoảng tâm linh làm cho tòa nhà đức tin truyền thống từ cơ đốc giáo đã sụp đổ nhiều đại biểu trong hội nghị đã bày tỏ sự tin tưởng rằng tư tưởng của đức phật phù hợp với những tư tưởng tự do hiện đại khai sáng bình đẳng tuân thủ luật tự nhiên và luật nhân quả tuy nhiên theo hòa thượng tuyên hóa là một trong những người tiên phong trong việc giới thiệu phật giáo đến mỹ cảm thấy rằng khoa học rơi vào thế giới hạn chế của các phương pháp tương đối không phải tuyệt đối do đó Khoa học hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc đích thực hay cuối cùng cho con người về cả mặt tâm linh hay vật chất. Trong giờ học Kinh Di Giáo, Thầy Nguyên Tâm giảng rằng trong luật thiện kiến có ghi lại lời Phật dạy tôn giả A Nan rằng sau khi ta diệt độ, có bốn yếu tố khiến cho chánh pháp được cửu trụ. Một là giới luật còn ở đời thì Phật pháp cửu trụ vì giới luật là bậc thầy cao cả của đại chúng. Hai là còn có luật sư ở đời thì Phật Pháp cửu trụ vì có người thông đạt hai bộ luật và chủ trì được tạng luật. Ba là ở đời có ít nhất 5 vị trì luật thì mới có thể khiến cho Phật Pháp cửu trụ. Vì Tăng Bảo còn thì Tam Bảo không dứt mất. Hễ có 5 vị trì luật ở xứ sở nào thì xứ sở đó hưng thịnh 500 năm. Bốn là nếu ở đô thị có được 10 vị tỳ kheo trì luật ở biên địa có năm vị tỳ kheo thanh tịnh thì có thể làm cho Phật pháp cửu trụ vì làm được việc giải tội đúng pháp cho những vị phạm giới. Trong phần khai đạo giới tử, trước khi thọ tam quy, vị tuyên luật sư tuyên bố rằng: Các thiện nam hay thiện nữ lắng nghe, Phật dạy rằng: Ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì, giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh. Giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tâm, giới là con đường tắt đưa đến cõi chân thiên, là cửa ngõ vào cảnh niết bàn, thì phải thọ tam quy và trì ngũ giới nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây phút quy y tam bảo ở đời vị lai cũng được chứng quả niết bàn qua đó thầy nhắn nhủ rằng giây phút thọ giới là giây phút thiên liêng quan trọng cho nên người thọ giới phải phát tâm giữ giới cho trọn vẹn tiếp theo thầy đã dẫn giải các phẩm trong kinh pháp cú có liên quan đến vấn đề giữ giới như phẩm ngàn phẩm đạo phẩm tạp lục phẩm địa ngục phẩm tỳ kheo phẩm hoa thầy nói rằng nam giới là giới gốc người giữ giới trọn vẹn sống đầy đủ giới hạnh là tài sản lớn nhất luôn có long thần hộ pháp theo bảo vệ người trí biết phòng hộ các căn lo trì giới là dọn con đường đến niết bàn hương của người giữ giới hạnh từ tâm tạo ra quý hơn tất cả các loài hoa quý cảm ứng với mọi người đến với mình lan tỏa đến các cõi trời, chấn động thiên giới, khiến các thiên thần xuống đánh lễ. Nhưng điều đó cũng khiến cho ác ma phải sợ hãi rời xa. Một ngày sống biết giữ giới quý giá hơn là sống 100 năm mà không giữ giới. Về những giới điều tiêu biểu, thầy giảng rằng Đức Phật là vị cha lành dĩ đại. Chúng ta thật hạnh phúc, may mắn khi có cơ hội học được pháp của Phật. Học là để tu cho mình, tu cho đúng hiểu để buông và xả. Mặc dù đây là những giới điều Phật dạy cho các tỳ kheo, nhưng dựa vào đó, Phật tử tại gia chúng ta cũng áp dụng và chắc chắn thu được nhiều điều lợi ích. Phật dạy các tỳ kheo rằng, giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn bán, đổi chát, sắm sửa nhà đất, nuôi người tôi tớ và xúc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Tất cả việc này hãy tránh xa như tránh hố lửa kể cả việc chặt pháp, cỏ cây và đào cuốc đất đai, những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Thầy giải thích rằng những giới điều tỳ kheo không được làm vì đó là những việc của người thế tục, người không học Phật pháp mới làm vì đó là những việc dễ dẫn đến hành vi tạo tội, như rớt xuống hố lửa bị rớt xuống rồi không thể lên được. Chỉ có Bồ Tát khi nhìn vào hoàn cảnh những người thế gian thấy họ như sống trong nhà lửa. Bồ Tát vì muốn cứu độ chúng sanh nên mới dấn thân vào nhà lửa. Qua những lời dạy của Phật, chúng ta thấy rằng Phật xuất phát từ tâm đối với môn loài chúng sanh, không sát sanh hại vật và bảo vệ môi trường sống. Mặc dù đây là những điều Phật nói vào thời của Phật, Thời nay, các giới điều được vận dụng theo phương tiện để giúp đỡ và hóa độ chúng sanh, nhưng không dùng đó làm phương tiện sinh sống, kiếm tiền, làm ảnh hưởng đến giới đức của người xuất gia tu hành. Trân trọng kính mời quý vị, hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được cô tịnh quang giảng lược sử phật giáo hoa kỳ và thầy nguyên tâm giảng kinh di giáo kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng cũng như các chương trình Hoàng Pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề phật quốc org Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.